Kính thưa cộng đoàn, như có lần tôi đã thưa với quý ông bà và anh chị em, trong mùa thường niên mỗi Chủ nhật phụng vụ muốn giới thiệu với chúng ta một khía cạnh về Đức Giêsu. Và như thế hôm nay là Chủ nhật thứ sáu của mùa thường niên, có thể nói thông điệp chính mà lời Chúa muốn nói với chúng ta đó là Đức Giêsu là đấng đến trần gian để chữa lành con người, để phục hồi phẩm giá và giúp cho con người tái hòa nhập vào cộng đồng xã hội. Có bài vào đọc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, trong đó có hai bài nói đến người bệnh cùi hay là phong hủi. Đó là bài sách Lê-vi trong Cựu Ước và bài Tin Mừng Thánh Ma-cô. Cả hai bài đều nói về người bị bệnh cùi, nhưng mà mang hai giáo huấn khác nhau, ở hai mức độ khác nhau để cho chúng ta so sánh. Trước hết muốn hiểu ý nghĩa, quan niệm về người bệnh cùi trong Kinh Thánh, chúng ta cần phải tìm hiểu một chút về đoạn văn trích trong sách Lê-vi, tức là trong sách Cựu Ước. Trong Cựu Ước, các tư tế đã soạn thảo những văn bản mà chúng ta gọi là luật phụng vụ, có nghĩa là họ phân biệt Thiên Chúa Chí Thánh với con người phàm hè, Thiên Chúa cao cả và con người tội lỗi. Chính vì thế mà có những điều quy định về luật thanh sạch và luật ô uế. Ví dụ như người nào đó mà chạm đến xác chết là bị ô uế, người nào đó vừa đi tham dự một tang lễ cũng gọi là ô uế. Một người nào đó mà chạm tới con vật chết bất đắc kỳ tử, máu nó không thông ra được thì cũng gọi là ô uế. Và nhất là những người bị bệnh cùi là những người bị coi là ô uế. Bài sách Thánh thứ nhất kể lại với chúng ta, ông Thiên Chúa truyền cho ông Mô-xê và ông A-a-rôn, khi nào một người nào thấy có cái đốm ở trên da, đến gặp các tư tế và các tư tế xem xét và quyết định người này là bị bệnh phong cùi thì người ấy phải tách rời ra khỏi cộng đồng, phải chùm đầu không được cạo râu nếu là người đàn ông, và khi thấy có những người khác đi gần thì phải tự la lên ô uế cho người ta xa lánh mình. Chính vì thế mà những người bệnh cùi thời xa xưa vừa đau khổ về thể xác, vừa đau khổ vì tinh thần, bởi vì bị mọi người xa lánh và chính bản thân họ cũng phải chủ động để xa lánh những người lành khác. Trong bài Tin Mừng trích phúc âm Thánh Ma-cô mà chúng ta vừa nghe, chúng ta lại thấy một điều hoàn toàn khác biệt, nếu không nói là ngược lại. Đức Giêsu đã chạm đến người cùi. Người cùi này thưa với Chúa, nếu Ngài muốn xin Ngài chữa tôi là được sạch. Và Chúa Giêsu chạm tay trên anh và Chúa nói, ta muốn anh hãy được sạch, và người cùi được sạch vậy. Như thế Chúa Giêsu muốn chứng minh Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Và những người Do Thái khi chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm chữa cho người cùi, họ nhớ tới lời giáo huấn của Cựu Ước. Trong các lời của các ngôn sứ đã loan báo Đức Giêsu đến đem cho con người niềm vui, đem cho con người sự chữa lành và đem băng bó những vết thương của con người. Vì thế Chúa Giêsu chạm tay trên người cùi và chữa lành. Chúng ta hãy so sánh hai đoạn văn khác nhau. Nếu trong Cựu Ước, một người bị bệnh cùi phải tự la lên ô uế để cho người khác người ta xa lánh mình và tự mình cũng xa lánh người khác, thì Chúa Giêsu trong Tân Ước đã đến gần, đã chủ động chạm tay trên người cùi và làm cho anh được chữa lành. Không những thế, Chúa Giêsu nói với anh hãy đi gặp các thầy tư tế để họ xem xét và xác nhận anh là người lành bệnh, để anh được tái nhập vào cộng đoàn xã hội như những người lành khác. Như thế Chúa Giêsu đến trần gian để chữa lành nỗi đau của con người, đồng thời phục hồi nhân phẩm của con người. Họ không còn phải là đồ nhơ uế nữa, nhưng họ là những người con cái của Thiên Chúa. Họ mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Họ được mời gọi sống thánh thiện và họ được hòa đồng với anh chị em. Đó chính là sứ mạng thiên sai của Đức Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta so sánh hai bản văn, một bản văn trích sách Lê-vi của Cựu Ước với một bản văn Tin Mừng Thánh Ma-cô, Chúa Giêsu đã đến trần gian và như thế người tuyên bố không ai bị loại bỏ, tất cả đều là con cái của Chúa, mặc dù họ tội lỗi xấu xa thấp hèn như thế nào, họ vẫn được đón nhận vào gia đình của Thiên Chúa, họ vẫn được cứu độ nếu họ ăn năn sám hối
và họ tin vào Thiên Chúa là Đấng Thiên Sai và tin vào Đức Giêsu là Con của Người được sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Như thế chúng ta thấy người bệnh cùi đã thể hiện đức tin, một điều kiện quan trọng để được đón nhận ơn Chúa để được chữa lành, đó chính là đức tin. Người cùi ấy đã không ngần ngại mình bị mọi người xa lánh, người cùi ấy đã không hô lên nhơ uế nhưng đã can đảm đến với Đức Giêsu, bởi vì anh tin rằng Đức Giêsu có thể chữa anh, và anh cũng tin rằng Đức Giêsu chính là Đấng quyền năng, là Thầy thuốc thiêng liêng, là Đấng đến để chữa lành con người. Kính thưa cộng đoàn, thông điệp mà lời Chúa muốn nói với chúng ta ngày hôm nay đó là lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa và sứ mạng thiên sai của Đức Giêsu. Người đã đến để phục hồi phẩm giá con người và nâng đỡ con người trong hành trình đức tin. Và như thế những ai tin tưởng nơi Chúa, những ai tín thác nơi Chúa sẽ được Chúa thương, và đồng thời Chúa cho chúng ta được phục hồi phẩm giá và được ơn cứu độ. Trong hành trình cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu lần chúng ta bệnh tật, ốm đau, gục ngã trên đường đời, hoặc là bi quan chán nản trước những khó khăn, những thất bại và những đau buồn trong cuộc sống. Là người tin vào Thiên Chúa, chúng ta tin Chúa đang đồng hành với chúng ta trong mỗi bước đường đi của cuộc đời. Những ngày đầu năm này, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy xác tín điều ấy, bởi vì Chúa Giêsu đã hứa: ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Những ai cậy trông nơi Thiên Chúa không bao giờ phải thất vọng và không bao giờ phải xấu hổ. Lịch sử và đời sống hành trình đức tin cá nhân của mỗi người chúng ta đã chứng minh điều ấy. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày mùng 3 Tết, ngày xin Chúa thánh hóa việc làm của mỗi người chúng ta. Như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, mỗi người chúng ta hiện hữu trong cuộc đời đều có một sứ mạng, và chúng ta phải chu toàn sứ mạng ấy. Có người đã so sánh cuộc sống này giống như là một sân khấu mênh mông, và mỗi người chúng ta được trao cho đóng một vai trong vở kịch cuộc đời. Có người đóng vai làm cha làm mẹ, có người đi tu, có người lập gia đình, có người làm ở trong công sở văn phòng, có người làm trên cánh đồng, có người chỉ đơn sơ là một người nội trợ trong gia đình. Nhưng tất cả mỗi người chúng ta hiểu một cách nào đó, chúng ta đóng một vai trong vở kịch cuộc đời. Cuộc đời này giống như một vở kịch. Nhưng nếu chúng ta thỉnh thoảng có dịp đi xem kịch ở trong nhà hát, thì chúng ta sẽ thấy những diễn viên khoảng 1-20 người, còn những người khán giả thì rất là đông. Nhưng vở kịch cuộc đời này có một điểm khác biệt, đó là mỗi chúng ta đều đóng một vai trong vở kịch ấy, mà chỉ có một khán giả duy nhất. Khán giả ấy là Thiên Chúa đang quan sát hành vi, đời sống và thái độ của chúng ta trong cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng hiểu, đóng vai vua hay đóng vai người ăn mày hay người lính xem ra không quan trọng cho bằng chúng ta làm thế nào để thể hiện vai mình được trao, làm thế nào để truyền tải được thông điệp, để khán giả đón nhận được thông điệp qua một vai diễn trong vở kịch ấy. Chính vì thế, mỗi người chúng ta có một nghề nghiệp, một công việc, và sự khác biệt ấy làm nên sự phong phú trong cuộc đời. Người cán bộ, người làm việc trong văn phòng, người làm việc ở công xưởng, cô công nhân làm việc trong nhà máy, người nông phu quét rác, người nội trợ trong gia đình, tất cả chúng ta đều đang góp phần tô điểm cuộc sống này thêm tốt đẹp và phong phú hơn. Chúng ta hãy lắng nghe lời Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài sách Thánh thứ hai, trích thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo dân Côrintô: mặc dù anh em làm điều gì, anh em hãy cố gắng làm để tôn vinh Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng căn dặn chúng ta: anh em đừng làm điều gì để mang tiếng cho giáo hội, đừng làm điều gì để những người khác hiểu không tốt về Chúa và về cộng đoàn đức tin của chúng ta. Như thế trước mặt xã hội, chúng ta vừa là cá nhân làm việc trong cuộc sống, chúng ta vừa là đại diện của Chúa, hình ảnh của Chúa, và là người đại diện của cộng đoàn tín hữu công giáo. Chính vì thế mà chúng ta xin Chúa thánh hóa công việc của chúng ta năm nay, để những dự tính của chúng ta tốt đẹp được Thiên Chúa ban ơn trợ giúp, để đem lại ích lợi cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội,
và đối với chúng ta là những người tín hữu, chúng ta cũng phải xin Chúa thánh hóa những công việc của chúng ta để qua những công việc ấy, chúng ta sống đức tin và giới thiệu đức tin cũng như làm chứng về Chúa cho tất cả anh chị em chúng ta. Amen.